Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Phê của anh đúng là số một anh Mộng Thường. Chứ sao, anh nói chú em nghe, chẳng qua anh không có vốn thôi. Anh mà có vốn hả, anh mở một chuỗi cà phê Mộng Thường toàn cầu luôn. Ghê ta. Uống ngon phải không? Ngon. Uống chùa sao ngon được. Tôi nói cho chú em biết nha, ngày mai mà không đem tiền trả đủ hả, không bao giờ mà được bén mảng tới quán của tôi nữa. Anh yên tâm, ngày mai anh trả đủ hết cho anh chị luôn. Nói là phải làm hả nha. Nhớ mà. Ha ha. Bắt quả tang ha. Quả tang gì? Bán thiếu cho đồng bọn nữa đúng không? Em ơi, nó hứa là ngày mai nó trả cả vốn lẫn lời cho mình luôn. Trời ơi, thằng này nó lừa được ai chứ đừng có hòng qua mắt em ha. Nó hứa bao nhiêu lần rồi, có bao giờ nó trả đâu. Chị, lần này chị phải tin em. Tại vì ngày mai em làm một việc rất là quan trọng. Và em có đủ tiền trả hết cho anh chị luôn. Gì vậy mày nói chị nghe coi. Chị biết đạo diễn Hào Quang không? Trời, ông đạo diễn này nổi tiếng lắm nha. Đúng. Ngày mai đoàn của ổng sẽ tới đây casting. Và rất đông diễn viên tới. Em phụ ổng. Trời gì hả? Ủa, diễn viên nào mà lọt vô tay ổng là đều nổi tiếng hết trơn á. Chứ gì nữa. Thiên Tài. Dạ. Nè cơm. Anh lại quay quạt qua đi cho Thiên Tài nó mát mà em cái. Được rồi, vậy được rồi, em thấy mát mà. Ủa sao em thay đổi lẹ quá vậy? Kệ em, uống gì nào. Thôi vô pha uống đi. Thôi được rồi. Thôi đừng uống cà phê nóng. Thôi. Uống khác đi. Thôi uống này được rồi. Nghe nè. Dạ. Ừ, không ấy mày cho chị đi cáp với được không? Trời, chị cáp luôn hả? Ờ. Cái gì vậy Tiên Sa? Em tính làm gì vậy? Xin đi cách đi chứ làm gì. Trời ơi, em nghĩ sao em nói vậy. Em đâu còn thiếu nữ đâu, chồng con hết rồi. Ai mà cá tin kỳ cục vậy. Trời ơi, em nói thiệt á, tại vì em lỡ em lấy anh thôi đó. Chứ không thôi là giờ em nói thiệt em cũng là một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời Vi Bích rồi. Hả? Vi Bích là cái gì? Trời ơi, em thấy không, ông không biết Vi Bích là cái gì luôn á. Vi Bích mà không biết nữa thôi luôn. Cuộc đời ông là ông chỉ biết cầm cái bồ cào á, ông ra dựa cho cha em cào ba cái đồ phế thải về đó, ông tái chế biết có nhiều đó mà. Mà chán ghê sợ luôn á. Thôi mệt em quá à. Em nói mà em không biết nghĩ. Trời ơi, em già rồi, em đâu còn nhan sắc đâu mà em đòi chen chân vô biết biết gì đó. Trời ơi, bởi vì em nói anh á thiệt, không có người chồng nào như anh. Tối ngày cứ dùi dập tài năng của vợ mình không à. Thiên Tài. Dạ. Giờ em có cách nào để làm cho chị tiếp cận đạo diễn không? Trời ơi, chị yên tâm đi. Thằng bạn thân của em, nó là trợ thủ đắc lực của ông đạo diễn. Nó nói một tiếng thôi là tác động được đến ổng liền à. Vậy á? Ừ. Em gọi điện nhờ bạn của em giúp chị được không? Liền luôn hả? À. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó nha. Không đơn giản đâu à. Thiên Tài. Dạ. Bây giờ có cách nào á em cho chị biết là ngày mai chị diễn nhân vật gì không? Sao biết được chị? Cái đó là không tin mệt. Trời ơi, phải biết để chị chuẩn bị tâm lý của chị diễn cái gì chứ. Không ấy giờ chị diễn tất cả các vai đi. Chị tập hết đi. Rồi mai ta nói vai nào chị cá vai đó sống. Ờ ha. Được á. Ê, em ngồi góp ý với chị nha. Ok ok. Vậy giờ tập liền nha. Tập liền luôn. Ừ, tập liền okay, luôn. Ok ok ok. Chuẩn bị nha. Diễn chung với Mộng Thường. Ok. Má chạy. Chuẩn bị. Ách. Ách. Nhái. Ách nhái là gì?
nó có cái từ gì á mà em quên là ếch 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 gì á à, ếch gì em mộng thực anh đâu có biết đâu. Dạ ếch ờ ếch ếch xanh à, cảm ơn anh. Ếch xanh anh uống gì anh? Thế thường thường diễn với em đi, khách vô kìa, cho khách ngồi chờ một chút diễn lẹ mà nha nha. Anh chị cứ tự nhiên đi. Nó chưa, anh cho kìa. Rồi vô. Diễn ngay vậy nha. Vô. Chồng ơi, tóc của chồng rối quá, thật là tội nghiệp. Vợ thương chồng quá, vợ muốn ôm chồng. Trời sao cứng ngắc vậy, mềm mềm nghe chút. Chị hay quá luôn á chị. Đẹp không, đẹp không? Rất là đẹp, rất là nội tâm. Vậy hả? Mà ông Mộng Thượng diễn dở quá. Trời chán, dễ sợ luôn á. Có nhiêu đó làm cũng được đó. Anh có phải diễn viên đâu. Thì tập trung giúp giùm vợ mình chút. Thôi làm lại đi chị, làm lại đi ha. Ê, ê Phan. Dạ. Thiên tài, cho chị thêm diễn chút nữa được không? Thêm diễn là sao? Là vậy em như em ăn cơm á, mà đồ ăn ngon quá, cái em xin thêm dĩa cơm thêm á. Có luôn hả? Hả? Dạ thôi, sáng tạo thêm chứ. Đúng rồi. Ok, sáng tạo nha. Vậy nào xong nói em. Thế, mộng thường. Gì? Giờ anh lau nhà đi. Anh đóng vai một người chồng mà cam khổ người chồng chịu đựng đi. Nha, lau nhà. Đi đâu hả? Thì vô lấy cây lau nhà, em biểu lấy cây lau nhà. Trời ơi, tưởng tượng đi, mệt ghê vậy á. Ok chưa? Action! Chồng ơi, chồng thật là khổ, thật là vất vả. Vợ thương chồng quá, chồng ơi. Em đừng bận tâm, anh là đàn ông mà. Tất cả những việc nặng nhọc trong gia đình cứ để anh làm. Em chỉ việc lo cho con là được rồi. Những lời chồng nói thật là cảm động. Vợ thương chồng quá, chồng ơi. Vợ muốn khóc, hu hu. Thiên Sa biết không, đôi lúc á, em nóng giận em la anh, anh buồn lắm. Nhưng anh nghĩ lại á, là em thương anh, em mới nói như vậy. Thiên Sa, anh yêu em. Và mãi mãi, từ đây có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em. Hay quá chị ơi, chị diễn xuất thần luôn á. Thiệt không, thiệt không? Em nữa em muốn khóc luôn rồi đó. Vậy hả? Nhưng mà ông Mộng Thượng ông đóng không có vô. Ông diễn giống như không phải người chồng mà người hàng xóm đâu á. Ủa anh đã nói anh phải diễn viên mà. Trời ơi em chán thiệt luôn á Mộng Thượng. Có nhiều đó mà làm cũng xong á. Trong khi tôi diễn quá nhập tâm. Còn ông á nói toàn những lời sáo rỗng, không có một chút tâm lý, chán được luôn á. Cũng may là không có đạo diễn Hào Quang đây, có chứ chị lấy cái xô dập lên đầu chị. Mệt ghê thôi. Bây giờ đổi vai đi. Giờ anh đóng người chồng là hung dữ nè, tối ngày cứ chợ đi làm về là chửi bới vợ mình. Vậy nha, chuẩn bị cái gì ăn gì đó. Rồi ok em biết rồi. Má chạy action. Lau nhà. Chị lau nhà. Tiến xa, cô vừa phải thôi. Cô nghĩ lại đi, cô làm cái trò ấu trĩ gì vậy? Chồng cô làm quá cực khổ rồi mà cô không biết thương. Tôi nói thật, không phải là tôi sợ cô đâu, mà tôi nghĩ tới con, nghĩ tới gia đình này đã gầy dựng bao nhiêu năm, tôi không muốn hóa đổ nó. Chứ không phải là tôi sợ cô đâu, tôi nói cho cô biết á. Sức chịu đựng con người có giới hạn. Cô mà cứ như vậy hoài, tới một ngày nào đó tôi không chịu đựng nổi, tôi sẽ bỏ ra đi. Lúc đó cô đừng có hối hận. Ôi, sao chồng nói ra những lời thật là nặng nề. Anh nói thật, chứ không phải anh hăm dọa em đâu Tiên Sa. Em bị tổn thương đó nha. Em đứng dậy đi. Em ngày càng quá đáng, em ngày càng trơ trẽn. Em không biết nhìn lại mình sao Tiên Sa. Em tỉnh lại đi Tiên Sa Ê, đủ rồi nha. Đừng có giỡn mặt với tôi nha. Cái này là dồn nén trong lòng bấy nhiêu lâu nay đúng không? Phải, anh diễn đúng không? Biểu anh diễn bực bội tôi nè. Bây giờ dồn nén để chửi bới, lợi dụng cơ hội này chửi bới cậu cổ tôi đúng không?
phải thì sao em biểu anh diễn mà anh đâu biết gì đâu. Dễ cái gì mà vậy? Xạo xạo mà. Đây là những lời thật lòng của ông đúng không? Cắt. Hay quá luôn chị. Em không ngờ chị có thể diễn một cái vai cáo trở lật mặt hay như vậy luôn á. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt. Thiệt. Ừ. Nhưng mà ông không thường ông lại đóng dở nữa. Trời ơi, cái ông này là thôi bỏ đi, là không có một miếng năng khiếu nữa, chị nói thiệt á. Trời ước gì mà có đạo diễn Hào Quang đây, bảo đảm ổng sẽ chọn chị vô vai chánh. Rõ ràng luôn chị. Rất hay. Ủa là sao? Ủa ai vậy? Tôi là đạo diễn Hào Quang. Hả? Hôm nay đi uống cà phê, tôi phát hiện ra một nhân tố quan trọng cho bộ phim Bon Tấn sắp tới của tôi. Xin chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay tôi chính thức mời anh tham gia vào bộ phim Bon Tấn sắp tới của tôi. Hả? Bon Tấn, anh cướp vai của tôi. Bởi vì mơ tôi là nhất trên đời. Ôi, thích quá, thích thật, thoáng mát quá. Không một ánh nắng mặt trời đập vô mặt, như vậy khỏi xài kem chống nắng. Mà Tư biết sao không? Tôi thích nhất là cái khoảng trống này nè. Đó, biết khoảng trống này làm gì không? Làm gì? Tụ tập con cháu lại. Trời ơi, chẳng bụi nhà tôi có một chút xíu khoảng này thôi, ta nói con cháu nó lúc nhúc đứng chật luôn vậy đó. Nhiều bữa hả, muốn quay qua đây tôi đụng đứa này, tôi quay qua kia tôi đụng đứa kia. Còn ở đây hả, ôi 30 đứa cũng chưa tôi đụng nữa. Ôi tưởng tượng nha, nhà tôi như là cái hội vậy đó. Trời ơi, là tại vì đó, rồng á lâu quá rồi đâu có đến nhà Tôm, cho nên đâu có biết là Tôm sống như thế nào. Tôm sống sao rồi? Trời ơi, cái mặt coi Phúc Hậu ghê nha. Phúc Hậu, đó, cái mặt này là mặt con cháu đầy đàn nè. Sao rồi? Nhà mình được 40 đứa cháu chưa? Rồi. Đúng rồi, chỉ có một mình con Hiền Thục thôi chứ gì. Vậy thì nhà mình mấy đứa rồi? Thì nói nào ngay. Dạ con chào bà. Ngoại ơi, ngoại, con đi qua nhà Kem chơi nha. Đi con. Ai vậy? Con của Hiền Thục đó. Hồi đó nó mới lớn vậy? Ừ. À, gấu men sa. Trời đất ơi, tao nói hồi nhỏ nha, tao nói con mập ù như là con gấu men sa vậy. Mỗi lần mà con muốn qua bên nhà bà hay là con lăn không đó. Giờ tao đẹp ghê nha. Sao? Đi qua rước em về hả con? Ừ. Dạ, con đâu có em đâu, con mới nói có mình con hả? Đi tôi nói em gì đó, mới nói em qua nhà em. Dạ đó. Không, nó qua nhà bạn nó chơi. Ủa, có mình con à hả? Dạ. Thôi con đi đi nha. Dạ, con chào bạn đi, bye bye lại nha. Cặp giò cao quá. Cặp giò này ẵm 3 đứa cũng được. Một đứa bên này, một đứa bên này, cổng thêm một đứa nữa. 3 đứa em nó cũng được nữa. Mà sao nó có đứa vậy hả? Thì con Hiền Thục đó, kêu nó sanh mà nó có sanh đâu. Tụi nó giống như đàn ông á, tôi tưởng đâu là nó không có con luôn á. Tạm ai về nó đẻ được nó mụn chết luôn á. Nè, để Tạm nói cho Tư nghe. Trời ơi, nó là con mình mà, chứ nó phải là bà nội mình đâu. Mà nó không chịu sanh cái mình không dám nói nó tí nào. Cũng có cái con nó giống như đàn ông gì đó. Tụi tính tình của nó hại dễ sợ lắm, tụi nó kiên định lắm, tụi không nói nó có được đâu. Không được. Bây giờ là Tạm hỏi Tư nghe nè, cuộc đời của mình bây giờ đã lớn tuổi rồi, thì cái điều mà mình cần nhất là cái gì trong cuộc đời của mình? Thì sống với con cháu đó. Mà bây giờ một đứa con thì buồn không? Buồn chứ sao buồn. Một đứa cháu thì buồn không? Buồn. Ghiền cháu trai không? Rất ghiền đó. Mình bắt buộc mình phải có cháu trai, cháu gái, con đàn, cháu đống. Tệ lắm nha, tôi nói thiệt, cuộc đời mình tệ lắm, phải có 10 đứa cháu. Trời ơi, tao nói ở nhà tôi 40 đứa cháu, nhà chút xíu mà 40 đứa cháu, tao nói cuối tuần sum họp vui lắm. Còn này cái nhà bự như vậy, một đứa cháu thôi. Ôi, bộ Tư không sợ người đời người ta nói hả? Người ta nói như vậy nè, cây độc không trái mà gái độc chỉ có một con, là con Hiền Thục đó. Sao mặt tuột dữ vậy? Đó, thấy buồn ghê chưa? Cho nên bây giờ đó phải ép nó. Với lại bây giờ con Hiền Thục á, nó già rồi, cái tuổi nó chừng dài năm nữa thôi là bích cái cửa đẻ rồi. Thành ra bắt buộc mình phải cho bắt nó đẻ liền bây giờ, nghe chưa? Phải ép nó hả? Ừ, ép được không? Không được, phải ép. Muốn con cháu đầy đà cái gì? Đúng rồi đó, con cháu đầy đà là cái mặt nó có hậu liền. Cái mặt nó thọ mà nó hậu liền. Phải bắt buộc nó đẻ, đẻ không được phải ép. Ép Ba mẹ ăn cơm, bà ngoại ăn cơm. Ăn đi con, ăn cho nhiều vô. Dạ, mời mẹ. Nè Trục Tư, con là con thích có em lắm đúng không? Không, không có em út gì ở trong căn nhà này hết á.
Con đã nói rất nhiều lần rồi là con không muốn sinh thêm em bé. Vô duyên quá. Tôi chưa nói gì hết trơn. Đông đổng đổng lên nè. À, cái đó là ý của con thôi. Còn tất cả mọi người trong cái nhà này sao? Ăn cơm 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 à, thì ăn, tất ăn. Cả những người trong căn nhà này cũng giống như ý của con. Không ai muốn có thêm thành viên hết. Chỉ có một mình mẹ là muốn có thêm cháu thôi. Sống mà chủ quan cái gì? Ép tất cả mọi người theo ý của mình hả? Bây giờ vậy nè, cho công bằng nha. Mà rất cần con, mẹ vốn không cần con. Nói đi, vốn con sao? Thành thường đứa nữa nha. Nha. À, nó để yên cho nó nói. Nói đi con, mạnh dạn lên con. Nói. Thì sao? Có thêm đứa nữa cũng vui. Hay quá. Rồi xong rồi sao? Ê, cái gì ấy nữa nha? Cái gì? Không có gì đâu, dính ừ. Rồi như vậy là cái quyết định rồi nha. Nói lại đi. Ra... chồng con muốn nói gì á? Nói rồi. Không. Thật ra thì theo quan điểm của con, đó, nói rất đi. Là rõ ràng. Đó, nói đi con. Nói. Một đứa thì nuôi dạy nó tốt hơn. Chính xác. Quá hay, quá tuyệt. Mắc cười quá à. Một đứa thì nuôi dạy đúng rồi, đúng không? Nhưng mà thêm đứa nữa, hai đứa thì có là bao nhiêu đâu nè, đúng ủa, không? Có khác gì đâu nè. Khác chứ. Hai á là nó lên là số nhiều rồi. Mình sẽ không có thể nào mà chăm sóc cho nó được. Nói chung á là con đã quyết rồi là mình không có bàn cãi cái chuyện gì ở đây nữa. Thôi sao ra ăn cơm đi. Cô lớn lên đúng không? Muốn làm thì cô làm ha. Nói nhẹ không ưng ha. Được rồi, chờ đó đi. Bằng cách nào tôi cũng có thêm được một đứa cháu. Mẹ con ngán thiệt là ngán luôn. Mẹ bắt con ăn hoài mẹ. Ăn rồi hết hai dĩa rồi á. Ăn hết nổi rồi. Nè con, ăn thêm một cua nữa thì đi. Cua hả? Ăn thì cổ họng luôn à. Ngán vậy anh. Trời ơi còn nữa. Còn nửa ký tôm càng xanh nữa. Cái gì tôm nữa hả? Ôi chưa, còn lại coi như khoảng chừng thêm một ký nào nữa. Ơi, tháng sớm mày quét hết cái chợ Bình Điền đi sao mà đâu ra mình thải sản dữ vậy? Ăn đi con, vì thế hệ tương lai. Ăn. Ôi, nghe mệt quá. Quái, gì đây? Mới sáng ra mẹ cho ăn hải sản không vậy mẹ? Mẹ, sáng sớm mẹ kêu là ăn cái giờ này cơ thể nó mới hấp thu tốt nhất. Ăn uống như vậy là phản khoa học chứ hấp thu cái gì mà hấp thu. Rồi con hiểu rồi. Mẹ chưa có từ bỏ cái ý định mà sinh thêm cháu đúng không? Không, không, con nói không là không. Ăn đi con. Không. Ăn đi con. Không được ăn. Ăn cho nhiều vô. Không được ăn. Đừng có cãi nhau, tôi ăn là được cái gì? Không được ăn mà. Trời ơi. Ủa? Đang ăn cơm mà bà ngoại con đi đâu rồi? Con đâu biết không? Chạy kiếm đi. Chạy vậy vậy. Thôi khỏi. Dừng cơm đi. Tôi đây. Nào, mời mọi người cứ dừng ăn cơm. Ăn đi. Ủa mẹ. Nay mẹ cũng bày đặt uống rượu nè. Có đâu. Mẹ rót cho con đó. Sao mà lúc này nó xanh quá trời xanh. Uống đi. Rượu ngâm gia truyền đó. Uống vô nó bổ lắm. Ủa, uống vô là da dẻ nó hồng hào à? Da dẻ hồng hào, sức khỏe tăng lên đùng đục. Uống đi con. Anh uống nha. Uống đi. Khỏe chưa? Ôi, uống này nó nóng mà nó ngon dễ sợ luôn á. Thêm một ly nữa. Thôi, uống ly đủ rồi, sức khỏe vậy được rồi. Rồi, ăn nhiều vô. Ăn luôn á. Uống thêm một ly nữa. Thôi, thì cứ một ly vì sức khỏe uống một ly thôi, đừng uống nhiều, hiểu? Cái gì nó cũng phải đi đôi, đi lẻ không có tốt, uống thêm một ly nữa. nhai nuốt. Rồi, bỏ xuống. Đưa một ly nữa. Uống đi, ăn cho nó ngon miệng. Khỏe chưa? Khỏe. Khỏe lắm rồi. Hiền Tùng. Dạ. Đi. Ơi.
Không, con có uống mấy cái này. Không, không phải uống. Không. Dữ lắm, dữ lắm. Gì? Tôi mệt quá, no ngang à. Cái gì? Bị sao? Tới giờ rồi, đi lên học bài. Đi, đi lên mẹ dạy con học. Quay, mẹ dạy cho. Mẹ ngon nha. Ờ. Khỏe chưa con? Khỏe. Ăn nhanh đi, ăn nhanh. Con ngủ, uống rượu, ngủ ăn cơm ngon được. Uống được. Rồi, uống rồi. Thêm uống rồi đi. Rồi, uống đâu. Uống thêm liền đi. Đây, sau cái bước này, sau đó làm tiếp như vậy. Hiểu chưa? Dạ. Rồi, đó, bây giờ con làm đi, làm mẹ coi coi. Ê, gì vậy mẹ? Chỉ cái gì? Mẹ lo nó cho. Thôi mệt quá, ăn trái cây đi. Dạ, ăn trái cây. Ngon, ngon. Ăn không? Anh ăn táo nha. Nhìn gì nhìn dữ vậy cha? Em đẹp quá. Bộ bình thường tôi cũng đẹp à? Nóng. Nóng thì đi lên tự tắm đi. Đúng rồi. Con. Con đưa nó lên đi. Nhanh lên. Tại sao con phải đưa? Ý. Mệt mẻ quá đi. Cười. Ê. Cười hoài. Đừng đánh nó. Nham nhở gì đâu. Lớn rồi mà bây giờ còn phải bắt dẫn đi lên lầu nữa. Đi lên đi, mở nước cho tắm. Nóng. Thấm rồi đó. Nóng. Ông này thiệt. Mẹ, bà này khó quá à. Con không giải được. Đi. À, nóng. Đi lên trển mở nước tắm trước đi rồi xong rồi tôi lên. Đi nhanh lên. Đi. Sao? Lên. Nè. Con lên cánh nó đi. Để mẹ. Mẹ cánh mi sai cho. Ôi bà ngoại đâu biết gì đâu, ngoại chỉ con. Đúng rồi. Mẹ làm sao mẹ biết được. Để con coi coi. Đoạn nào con? À cái phép này á hả? Đây nè, hồi nãy mẹ nói rồi đó, không nhớ hả? Không, ba mẹ ơi, ba mẹ đừng sinh em bé nữa nha, đừng có sinh nữa nha. Trời đất ơi, trong cái giấc mơ của nó mà nó cũng nói là đừng có sinh em bé nữa. Ai, tội nghiệp cháu tôi quá. Thôi vậy thôi đi, khó quá, bỏ qua. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ.